Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion. Trời ơi. Em cứ yên tâm. Để anh lo nha. Trời ơi. Cái xe này chạy đau tim quá anh ơi. Mời em tới. Em làm gì mà em rung quá vậy? Bị gì nhỏ nhỏ giờ chưa có đi cái xe nào mà nó trống lỡ trống lóc hết trơn. Nhưng mà đúng ra chúng ta phải đội mũ bảo hiểm nữa mới đúng luật. Em cũng thấy là để mình đội hai cái mũ bảo hiểm, mặc hai cái khẩu trang cho nó hợp với thôi. Bây giờ này, nói chung là chủ yếu là nhanh gọn lẹ để đến một cái ngôi nhà mà anh muốn đưa em tới. Mà em cũng bất ngờ là em tưởng anh đưa em tới nhà của anh. Em tới đây em mới biết đây là nhà của anh Ba Ngọc Sơn. Tại anh sao dắt vậy? Em đi ra mắt ba anh. Ý lộn. Ừ, đi ra mắt chi anh? Ra mắt. Em là người đã có gia đình. Mong anh tự trọng. Anh xin dừng bước tại đây. Bây giờ sao? Bây giờ dạ, anh sẽ đưa em lên nhà gặp ba anh ha. Tại vì dạ, hôm nay có một cái điều rất là đặc biệt trong ngôi nhà này. Wow. Có thể là nó rất hiếm ít người mà đến đây mà coi như là để tham quan. Chỉ thấy được bên ngoài chứ mà bên trong vẫn ít người thấy lắm á nha. Vậy thì ngày hôm nay em và tất cả khán giả của Ngân Nga Tại Gia rất là háo hức để chờ xem phần hồi hộp tiếp theo là gì. Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Ngân Nga Tại Gia, một chương trình được sản xuất bởi Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam VTV9 phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Bây giờ thì hãy cùng Hạ Trâm và anh Quách Tuấn Du xem thử câu chuyện tiếp theo là gì. Hồi hộp. Mời mọi người vào căn nhà này. Thực sự ngôi biệt thự này á cũng đã nhiều chục năm rồi mà chỉ có vài năm đổ lại đây thì ba anh mới cởi mở để mà giới thiệu đến công chúng ở bên trong. Chứ thường thường mọi người hay lấp ló ở bên ngoài theo dõi về cái căn nhà thì thật ra mặt tiền rất là dễ nhìn, số 10 Xuân Nguyệt Ánh, cho nên là hôm nay thì có thể nói là cũng là một cái duyên mà anh được đưa người đẹp đến đây để mà tham quan và cũng như là biết được bên trong có những gì đặc biệt và tại sao người ta rất là tò mò với cái ngôi biệt thự số 10 Xuân Nguyệt Ánh này. Vì có thể nói là nhiều chục năm trước là ba mình dường như là đi diễn suốt, ít có ở nhà để mà chăm sóc ngôi nhà này lắm. Thì hôm nay thì có thể nói là cũng là một dịp tình cờ để giới thiệu đến em. Đây là một cái bản 8 điều dạy coi như là ba anh tự nghĩ ra để mà viết. Đó, viết để mà coi như cân nhắc về cho bản thân mình vậy đó. Còn ai cũng biết là Ngọc Sơn là về tôn sư trọng đạo và đặt chữ hiếu đạo lên hàng đầu, cho nên đặt cái chữ ở ngoài mặt tiền luôn. Khi bước lên là bắt buộc là những ai mà đến ngôi nhà này rồi phải thật sự là những người có hiếu thảo thì ba mới có cái cảm xúc để mà nói chuyện. Đó là điều đầu tiên nhé. Con chào ba. Ba khỏe không? Sao con? Ba đang có dắt một người đẹp đến đây. Không phải người nhà rung động rồi. Ai trời ơi, Trâm ơi, thương quá à. Sao càng ngày càng xinh đẹp vậy con? Dạ, mình đi ốm đi phải không? Ốm quá trời luôn á. Ba thấy á. Dạ. Hai người đều ốm nhom à. Dạ, trời ốm đẹp. Em cảm thấy rất là vinh hạnh khi hôm nay được bước chân đến ngôi nhà mà rất là nhiều người tò mò không biết ở trong ngôi nhà này có gì. Anh Sơn vẫn giữ được cái vóc dáng và cái tinh thần lúc nào cũng cảm thấy sung sức, cũng trẻ trung. Ba bây giờ là dẻo dai đó, gọi là dẻo dai đó. Bởi vì ba nói với con nghe là tất cả những người nào nhìn ba mà khen đẹp là người tiên. Tại người cõi trên nhìn nhau nhận ra liền. Thì mọi người đến đây mọi người cũng đã thấy rõ là đây tất cả thời gian còn lại ba dành cho thể thao. Cái này là Du sẽ làm chứng cho tất cả mọi người. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy qua khu tạ để em được chứng kiến. Phòng gym. Chứng kiến những cơ bắp cuồn cuộn của anh Ngọc Sơn. Còn nhớ những ngày hay, những đêm trường xa lạnh. Quý vị thân mến, bà cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con. Bà cha khẽ nói: này con yêu ơi,
con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo khi cho sách rách sao cho thường. Dạ, mọi người đã nghe được giọng hát rất là khỏe của anh Ngọc Sơn. Cho dù trên tay anh nó là cục tạ mấy chục ký nhưng anh vẫn hát một câu rất là dài, rất là mà ngọt, rất là mượt mà không bị rung. Trong khi người đàn ông kế bên, người đàn ông mặc cái áo bông chỉ có ngồi mà xách tạ tập tay trước thôi mà ổng thở hổn hển cái tội nghiệp. Và mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một cái nơi ấm cúng hơn để cùng ngồi trò chuyện với nhau, được biết nhiều hơn về ông Hoàng nhà Sến Ngọc Sơn mọi người nhé. Các bạn thân mến, nãy giờ thì chúng ta cũng đã tham quan những cái góc rất là đặc biệt của ngôi nhà và cũng biết nhiều những cái sở thích thể dục thể thao về bóng bàn của danh ca Ngọc Sơn rồi. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở một cái nơi mà Trâm cảm thấy là không có từ nào để diễn tả. Đây là cái sân thượng và gió rất là mát và vừa ấm vừa mát nữa. Vừa ấm vừa mát. Ấm cúng ở đây là tình người tình cảm của chúng ta. Còn mát gió trời, nói chung hôm nay thời tiết rất là đẹp mọi người ơi, rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì có một cái câu hỏi của rất là nhiều người muốn được biết rõ ràng và thẳng thắn nhất về danh ca Ngọc Sơn. Ngày xưa, một cái câu chuyện rất là tế nhị thôi, ngày xưa nhiều người nghe nhắc tới những cái tin đồn liên quan với về cái cuộc sống cá nhân của anh, những cái scandal nào là anh hay tham gia vào các buổi tiệc thác loạn vân vân, nói chung là những tin đồn không hay và ảnh hưởng tới cái danh tiếng của mình thời điểm đó. Thì ngày hôm nay em hy vọng là danh ca Ngọc Sơn sẽ chia sẻ thẳng thắn về cái điều này cũng như là giải đáp thắc mắc cho rất là nhiều khán giả. Chà, không biết giải đáp bằng cách nào đây. Khi mà Ngọc Sơn bị hiểu lầm và Ngọc Sơn vào vòng lao lý sự hiểu lầm, đại gia đình cũng biết, nhưng mà Ngọc Sơn buồn lắm. Buồn rũ rồi, Ngọc Sơn nói thôi kiếp này cho nó xui rồi, thôi dồn hết cho cha mẹ thôi. Nhưng khi bước lên sân khấu trở lại, nhìn ánh mắt đại gia đình Ngọc Sơn khóc. Mà mãi mãi cái tình cảm đại gia đình trung thành, trung thủy yêu thương Ngọc Sơn cho đến bây giờ, Ngọc Sơn cũng không giải thích ở đâu, không câu có, không quạo gì hết. Ngọc Sơn nói Ngọc Sơn mang ơn đời đã ban cho mình cái tình nghĩa. Ngọc Sơn cảm ơn những ai đi hiểu lầm Ngọc Sơn, cảm ơn hết vì họ thương mình, họ mới hiểu lầm mình. Dạ, thì em qua cái sự chia sẻ của anh thì em có thể thấy được là cái sự từ bi và cái chữ nhẫn nó rất là quan trọng cho cuộc đời của mỗi con người. Để có một cái chỗ đứng mà vững chắc mấy chục năm trời mà mọi người, đại gia đình vẫn yêu thương anh thì không phải là dễ. Và nói tới danh ca Ngọc Sơn thì mọi người đều biết đến cái lòng hiếu thảo của anh. Như là khi chúng ta vừa bước vào nhà, chúng ta đã thấy trên cái bức tường đã khắc cái chữ hiếu thảo rất là lớn. Đó là chúng ta có thể thấy được cái tình cảm mà anh dành cho cha mẹ của mình. Đó là lý do mà anh viết những cái ca khúc về cha, về mẹ đều rất là xúc động. Mà mỗi ca khúc nào được phát hành thì coi như là tạo nên một cái làn sóng đối với khán giả. Ngày hôm nay chắc chắn là mọi người rất là mong muốn được lắng nghe một ca khúc thật là xúc động về tình phụ tử. Anh Ngọc Sơn có thể gửi tặng cho khán giả một ca khúc nào đó không ạ? Vâng, Ngọc Sơn, khi Ngọc Sơn nghĩ cho này, Ngọc Sơn cái thơ nằm trong đầu mình thôi, cái Ngọc Sơn thôi phải đưa ra thành bài hát. Xin gửi đến cả nhà dấu yêu bài hát Tình phụ tử do Ngọc Sơn sáng tác khi cha mất. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơ mong. Được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào, dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhịn nhau. Cha trên cho con được thấy cha trở về, dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơ mong. Từng
giọt lệ rơi trên những lời con đang viết. Trọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha. Con phải biết nhường.